Dạ. Xin chào các bạn nha các bạn. Đây anh em mình đang ghé dọc đường, trên đường đi Đắk Nông thì ghé đây ăn trưa các bạn ơi. Đây là Minh Quân nè. Còn đây là Minh Vũ nè. Minh Vũ. Đó. Minh Linh. Còn đây là Minh Linh nè. Minh Linh thì đang chuẩn bị ăn cái món bún nha các bạn. Nước ơi, trường gian nước mắm thú quá, hỏi nha. Nước nước các bạn ơi. Cái rau em giống rau anh vậy? Thứ một đó mà. Rồi nha, mình sẫm xỉ nha. Rồi, vậy đi. Nước nha. Vũ nước không? Trà đá các bạn ơi. Có uống sao? Nè, cho ấy nè. Hết. Mình Vũ một ly đấy. Vũ uống chưa? Mình Quân uống chưa? Mình Quân uống dữ nữa. Uống đâu? Đây uống trà, trà các bạn ơi, vô. 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 Ừ trời. Trà ngoài đây có khác gì không? Trà xăm dứa. Ồ, trà xăm dứa ha. Không biết xăm dứa đâu mà thơm á. Thơm mùi lá dứa các bạn ơi. Ủa mà trà Thái Nguyên ở đâu ta? Thái Nguyên Bắc hả? Xa nữa. Về Thái Nguyên. Ừ, ngon nha. Ngon hả? Cô Lý à. Ở ngoài đây là quốc lộ 14 nha các bạn. Các bạn qua thì ghé đây. Đây món bún bò đây các bạn ơi. Tới luôn. Rồi cảm ơn anh. Thơm quá ha. Ồ. Ở đây bán cả ngày không anh chị hay là bán buổi sáng? Ồ, luôn nguyên một cái cục xương nè. Ôi ôi đã, cái này là sườn nè. Ừ. Xương sườn đó nha. Đây gạo các bạn. Bỏ gạo vô nè. Chanh nớt nè, bỏ vô. Đúng vô. 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 Có cái mùi nghe mùi nè. Đó. Trộn lên. Gạo quá nhiều luôn các bạn ơi. Đây là đây à, tha hồ ăn gạo nha. Chanh nữa nha. Ăn chanh vô. Quá trời gạo ngon luôn nè. Thấy cục xương hấp dẫn không? Không. Đó. Cái đó là cái gì vậy? Ăn chấm không? Là cái chấm. Tương ớt hả? Thôi khỏi đi. Sao? Sao Minh Vũ? Minh Vũ ra thử nước dùng. Bây giờ mình sẽ chơi một miếng chanh vô cái tô. Kiếm gì? Chén nhỏ hả? Trộn rau lên các bạn ơi. Không chấm không? Chấm luôn. Trời ơi, ai cũng chấm hết. Mình dứt một tô này chắc mình no tới chiều luôn các bạn ơi. Quá ngon các bạn cũng ơi. Vậy luôn ha. Ok. Nè. Đó. Đó. Quá rồi. Có vô hả? Có không? Vô. Vô gì má ơi. Đại đi. Sới. Vô các bạn ơi. Ngon ha. Dầm nè. Sao tới anh Vũ sao tới không? Đâu. Đâu. Rồi. Dầm nè. Đâu. Rồi ngủ luôn rồi. Tính biểu diễn cái gì đây? Cái biểu diễn cái gì đây? Ngon không? Đây. Ly lắm. Ngon, ra đây khẩu vị lạ trong miền Tây mình ghê đó các bạn ơi. Đậm quá. Đậm đào á. Có ly. Đang canh chưa? Rồi. Canh vô nó chua chua. Ngon á. Thịt bò hầm hầm mềm lắm. Thịt bò này là bò ở trên Tây Nguyên nha các bạn. Đây con dán 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 con. Trời ơi, chấm của Minh Vũ luôn rồi. Chấm đại đi. Đó. Hầm mềm không? Ừ. Ngon á. Món nào cũng được. Mình kết thúc video clip mình ở đây nha các bạn.